Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây hãng thời trang COS ở Nhật Bản đã cho ra đời những chiếc khẩu trang đính kim cương, ngọc trai có giá tới hàng nghìn đô la Mỹ. Khẩu trang kim cương của hãng này sẽ được đính một viên kim cương 0,7 carat và hơn 300 viên pha lê Swarovski, được bán với giá 1 triệu yên, tương đương khoảng 9.640 đô la Mỹ. Khẩu trang ngọc trai được đính khoảng 330 viên ngọc trai Akoya, Nhật Bản. Ngay khi có các sản phẩm khẩu trang, chuỗi cửa hàng mask.com của công ty COS tại Nhật Bản đã bắt đầu mở bán những chiếc khẩu trang xa xỉ được làm thủ công, với mục đích cổ vũ tinh thần người dân cũng như thúc đẩy doanh số bán hàng của ngành thời trang đang suy giảm nghiêm trọng do COVID-19. Hiện tại, những chiếc khẩu trang xa xỉ của Nhật Bản vẫn còn kém xa so với khẩu trang đắt nhất thế giới trị giá 1,5 triệu đô la Mỹ, được nhà kim hoàn nổi tiếng Even người Israel thiết kế. Viện Công nghệ Israel cho biết các nhà nghiên cứu nước này đã phát triển một công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI tiên tiến có thể giúp phát hiện sớm người có ý định tự tử. Các nhà nghiên cứu đã phát triển bộ công cụ mới có thể phát hiện những dấu hiệu ban đầu về ý định tự tử đối với toàn bộ người dân bằng cách phân tích tự động nội dung những bài viết mà người dân đăng tải trên mạng xã hội. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hơn 80.000 bài viết của người trưởng thành đăng trên mạng xã hội Facebook và so sánh cách sử dụng từ ngữ với một bảng đánh giá tâm lý phức tạp. Bộ công cụ này cho thấy kết quả phân tích bất ngờ. Những người có ý định tự tử thực sự ít khi sử dụng những từ ngữ mang tính cảnh báo một cách rõ ràng trong những bài viết của họ. Thay vào đó, họ sử dụng những từ ngữ mang tính bi quan như chửi rủa, thể hiện cảm xúc đau buồn hay miêu tả trạng thái tâm lý tiêu cực. Mùa đông đã chính thức bắt đầu ở thủ đô Moscow của Nga khi nhiều sân trượt băng mở cửa đón khách, trong đó có sân băng ở Trung tâm Triển lãm Quốc gia, một trong những sân trượt băng lớn nhất châu Âu. Sân trượt băng này nằm trong khuôn viên của Trung tâm Triển lãm Quốc gia ở thủ đô Moscow, có diện tích lên tới 20.000 m². Với công nghệ làm lạnh nhân tạo, sân băng luôn đem đến cảm giác an toàn và thoải mái. Ngoài ra, thay vì có hình tròn như các sân băng truyền thống, sân băng này chạy vòng quanh công viên, cho phép người trượt băng có cơ hội được khám phá và thể hiện kỹ năng nhiều hơn. Một trong những điểm nhấn của sân trượt năm nay là màn hình đặc biệt được gắn trên mặt băng. Những màn hình này sẽ trình chiếu những cách đón chào năm mới truyền thống kể từ những năm 50 của thế kỷ trước. Chỉ còn hơn 3 tuần nữa sẽ đến lễ Giáng sinh. Lúc này, các quốc gia phương Tây đã bắt đầu công tác chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ cuối năm. Do dịch COVID-19 nên dịp lễ Giáng sinh năm nay cũng có nhiều điều khác lạ hơn. Một trong số đó là cách các ông già Noel gặp gỡ trẻ em. Thường thì mọi năm ở nhiều quốc gia, trẻ em sẽ có cơ hội được gặp gỡ, trò chuyện và ôm hôn, chụp ảnh cùng ông già Noel tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi. Tuy nhiên năm nay, do lo ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19, vườn thú Aalborg ở Đan Mạch đã tìm ra cách an toàn để ông già Noel chào đón trẻ em. Đó là để ông ngồi trong một quả cầu tuyết khổng lồ. Đây được xem là một cách độc đáo giúp trẻ em vẫn có thể gặp ông già Noel thân thuộc trong bối cảnh hiện nay. Trong bối cảnh thị trường hàng hóa Giáng sinh ảm đạm do dịch COVID-19, một người thợ làm bánh kẹo ở Frankfurt, Đức đã tìm ra cách khiến mặt hàng của mình đắt khách, đó là đeo mặt nạ sô-cô-la cho ông già Noel. Thợ làm bánh kẹo Ziskoman quyết định đắp mặt nạ sô-cô-la trắng lên các ông già Noel của mình sau khi những chú thỏ phục sinh đeo mặt nạ của anh ấy gây được tiếng vang lớn vào mùa xuân. Chúng tôi đã làm điều này trước đây với những chú thỏ phục sinh và đạt được thành công lớn. Việc đeo mặt nạ cho ông già Noel vừa là sự khuyến khích mọi người chấp hành quy định phòng chống dịch, vừa mang đến sự vui vẻ cho ngày lễ Giáng sinh. Man hy vọng sản phẩm của mình sẽ giúp nâng cao tinh thần của mọi người trong bối cảnh dịch bệnh. Thời gian này, sô-cô-la đang giảm giá, vì vậy nhiều người có thể mua cho gia đình thưởng thức. Hàng nghìn khách hàng đã mua sản phẩm của cửa hàng anh Ziskoman. Trông nó rất đáng yêu, nó giúp bạn có tâm trạng tốt trong dịp Giáng sinh giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành. Đức sẽ kéo dài thời gian đóng cửa đất nước giai đoạn 2 để phòng chống dịch COVID-19. Thủ tướng Angela Merkel cho biết người dân Đức sẽ phải hạn chế hoạt động công cộng để ngăn chặn sự lây nhiễm dịch bệnh. Nhạc sĩ người Anh Paul Bettany từ lâu được biết đến là người rất yêu quý động vật. Mới đây, người nghệ sĩ nổi tiếng thế giới này đã có những màn biểu diễn đầy ấn tượng của mình tại Thái Lan với khán giả là hàng trăm chú khỉ. Trong khi nhạc sĩ chơi nhạc Beethoven, những con khỉ ngồi trên đầu ông, lật các trang nhạc và xem xét kỹ lưỡng cây đàn. Thực tế, hiện không có khách du lịch ở Thái Lan và những đàn khỉ lang thang đói khát.
Tôi thích chơi piano cho những loài động vật có cuộc sống căng thẳng và hy vọng âm nhạc có thể đóng một vai trò trong quá trình phục hồi chức năng tâm lý cho chúng. Nhạc sĩ người Anh này đã tổ chức một số buổi hòa nhạc tại một ngôi đền Hindu cổ, trong một cửa hàng kim khí và trong một nhà hát bỏ hoang. Đây là một cơ hội tuyệt vời để xem các loài động vật hoang dã sống thật với chính nó. Tôi đã rất ngạc nhiên khi chơi piano và thấy chúng thực sự đang lắng nghe. Tôi sẽ tiếp tục chơi đàn cho những chú khỉ tuyệt vời này. Tất cả các buổi biểu diễn của ông đều cháy vé. Khán giả không rời khỏi chỗ cho đến nốt nhạc cuối cùng. Trước đó, ông đã chơi những bản nhạc kinh điển cho những chú voi bị ốm đang nằm trong trung tâm phục hồi chức năng ở Thái Lan. Vào những ngày nghỉ, người dân ở thủ đô Bogota của Colombia thường đến khu bảo tồn chim ruồi ở phía đông thành phố để tận hưởng không khí trong lành, ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp với những chú chim ruồi sặc sỡ tự do bay nhảy để nâng cao đời sống tinh thần và giải tỏa căng thẳng. Một con đường vừa được khánh thành trên ngọn đồi Monserrat nằm trong khu bảo tồn rừng ở phía đông thủ đô Bogota để du khách vào quan sát chim ruồi. Du khách đến đây vào ngày đẹp trời có thể quan sát trung bình từ 25 đến 35 loài chim ruồi khác nhau. Thật đáng ngạc nhiên khi trong thành phố hơn 8 triệu dân lại có một khu vực tuyệt vời như vậy. Ở đây không có sự ồn ào, ô nhiễm căng thẳng hay bon chen, mà chỉ có thiên nhiên tươi đẹp và không khí trong lành. 10 năm trước, đồi Monserrat được phục hồi để bảo tồn các loài động thực vật bản địa có nguy cơ tuyệt chủng. Hiện có 115 loài chim đã được phát hiện và bảo tồn ở đây, trong đó có 18 loại chim ruồi. Tôi thấy thật tuyệt khi đến đây và ngắm nhìn những loài chim ruồi khác nhau tự do bay lượn. Bạn sẽ nhận ra những chú chim ruồi này thuộc về nhiều loài khác nhau qua quan sát mỏ, cánh, màu sắc lông và âm thanh chúng tạo ra. Chim ruồi là một họ chim nhỏ với hơn 300 loài sống ở khắp nơi trên thế giới. Loài này nổi tiếng với bộ lông màu sắc sặc sỡ và kích thước nhỏ bé, cũng như khả năng bay lơ lửng trên không trong thời gian rất lâu mà không bị rơi. Colombia là nơi sinh sống của nhiều loài chim ruồi. Quốc gia này cũng đã có kế hoạch bảo tồn các loài chim ruồi khỏi nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Ở châu Âu, thành phố nào cũng có chợ trời. Chợ trời với vô vàn các mặt hàng mới lạ, độc đáo chính là điểm hấp dẫn du khách. Trong phần cuối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tham quan và tìm hiểu về chợ trời El Racho ở Tây Ban Nha, một trong những chợ trời lớn nhất châu Âu. Chợ trời El Racho xuất hiện từ cuối thế kỷ 15, là một trong những chợ trời lớn nhất châu Âu. Chợ có 3.500 gian hàng, hoạt động từ 9 giờ đến 15 giờ. Khi mới hình thành, ở đây phần lớn là chợ thịt. Nhưng giờ đây, ở khu chợ được bày bán không thiếu một mặt hàng gì. Do dịch COVID-19 bùng phát đã khiến khu chợ nổi tiếng này phải đóng cửa từ tháng 3 năm nay và chỉ mới được mở cửa trở lại cuối tháng 11 này. Việc mở cửa lại ngôi chợ là một phần trong các hoạt động đón mùa lễ Giáng sinh cuối năm ở Tây Ban Nha. Chợ trời El Racho là nơi mang lại sức sống cho đường phố Madrid. Việc mở cửa trở lại chợ được người dân nhiệt tình chào đón. Tôi thực sự hạnh phúc. Tôi thường đi chợ vào mỗi sáng Chủ nhật để bán hàng và việc chợ dừng hoạt động là điều tồi tệ đối với chúng tôi. Chúng tôi phải tìm kiếm công việc khác. Tuy nhiên đó không phải là điều dễ dàng. Một số người không thể tìm kiếm được việc làm. Thời gian vừa qua thực sự rất khó khăn. Tuy nhiên, đi kèm với đó là các biện pháp nghiêm ngặt cũng được triển khai để phòng chống dịch. Chỉ có 50% trong tổng số 1.000 gian hàng tại chợ được phép hoạt động. Bình thường trước đây, số lượng du khách có thể lên đến 100.000 người vào ngày Chủ nhật, nhưng nay được giới hạn ở mức 2.000 người cùng lúc. Khách vào chợ chỉ được di chuyển một chiều để đề phòng khả năng xuất hiện các đám đông làm gia tăng nguy cơ lây nhiễm bệnh. Thực sự tuyệt vời khi được trở lại đây sau 8 tháng, và tôi biết rằng mọi người ở Tây Ban Nha đã trải qua thời gian rất khó khăn. Bây giờ cảm giác thực sự tốt, và tôi nghĩ với tất cả các biện pháp phòng ngừa được thực hiện, Madrid sẽ giống như trước đây, tôi yêu điều đó. Chợ trời El Racho chưa bao giờ phải đóng cửa kể từ khi thành lập cho tới khi xảy ra dịch COVID-19. Nên giờ đây, cả người dân và du khách đều mong muốn dịch bệnh sớm qua đi, cuộc sống bình thường sớm trở lại. Và những khu chợ như El Racho sẽ lại sớm nhộn nhịp như trước đây, để những nét văn hóa của địa phương sẽ còn được lưu giữ. Những hình ảnh độc đáo vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Từ Thái Nguyên nhìn ra thế giới của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.